Xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hiện tại Khanh đang đi lấy một con xe tải Zac N350S phiên bản 2023 để về mà cho khách hàng của Khanh xem để mà khách hàng chốt xe. Xe này cái vô lăng nó hơi xéo, hơi lệch, để chút nữa về sẽ chỉnh lại. Này, để về thì nó ngay nhưng mà nó lệch bên kia, nó hơi xéo. Xe này mới ra, gỡ này lên là chỉnh nó ốc lại được, không có sao hết. Thì cũng có xe 2023 thì sáng nay Khanh đi làm một cái clip cho anh chị hiểu cái xe 2022 nó với 2023 nó khác nhau về những cái gì và giá cả nó như thế nào, mỗi xe nó chênh lệch như thế nào. Thì hiện tại với phiên bản 2022 nhà máy đang khuyến mãi rất là sâu, là khuyến mãi tới 25 triệu nha anh chị. Tháng trước thì khuyến mãi 15 triệu, còn tháng này là khuyến mãi 25 triệu, còn đời 2023 thì nó không có khuyến mãi. Và cụ thể giá con xe đời 2023 là 457 triệu cho phiên bản xe thùng bạc như thế này, chưa chi phí giấy tờ nha. Giấy tờ thì tùy theo tỉnh thì Khanh sẽ báo chính xác cho anh chị sao đó. Còn nhưng mà anh chị lấy phiên bản 2022 thì anh chị cứ lấy giá là 457 triệu, anh chị trừ dùm em lại là 25 triệu nha, đó là giá khuyến mãi, là còn 432 triệu đó, giá xe thùng đời 2022 đó. Này khuyến mãi rất là nhiều, chủ yếu chút nữa Khanh sẽ test một vòng, chạy một vòng có thứ máy móc 2023 nó sẽ như thế nào so với 2022. Thì nãy giờ Khanh chạy một đoạn cũng khá là dài đi lấy xe đó, gần tới về tới công ty rồi, tranh thủ cái đoạn đường này nó trống, Khanh quay video cho anh chị. Thì với cái mẫu xe N350S thì con này sử dụng động cơ là Cummins với dung tích máy là 2.8. Thì hộp số của con xe Zac thì Khanh thấy là đời 2022 với 2023 nó vẫn như nhau, rất là ngọt, vô rất là nhẹ nhàng như mọi người thấy nè. Đó, Khanh vô rất là nhẹ nhàng nha, nó không bị khựng như là những cái dòng xe và hay là cái đời xe trước. Đó là đây là những cái ưu điểm của con xe Zac mà phiên bản N350S mà Khanh nói cho anh chị. Giá cả cũng rất hợp lý, chỉ có 457 triệu cho phiên bản 2023, 2022 thì còn 432. Đó. Chênh nhau một đời xe là 25 triệu. Với những cái dòng xe này thì anh chị mua xe anh chị được những cái như Khanh nói này, giá cả hợp lý nè, một cái con xe máy móc ổn định, bảo hành 5 năm. Và gần như dòng xe Zac là một trong những cái dòng xe mà liên danh có chất lượng tốt nhất rồi. Khanh bảo đảm với anh chị là cái điều đó. Đó, chứ anh chị nghĩ đi, một cái con xe nào trên thị trường bây giờ mà chạy nhiều xe liên danh mà chạy nhiều như Zac đâu, Zac giờ chạy đầy rồi đường. Đó, cái chất lượng nó đã được khẳng định rồi, khách hàng đã tin dùng rất là nhiều. Và thêm cái nữa là xe Zac bảo hành rất là lâu, bảo hành tới 5 năm. Đó, 150.000 cây, tha hồ anh chị chạy. Đó. Và bên em đang có chương trình hỗ trợ trả góp ngân hàng, hỗ trợ cho anh chị vay là tới 75% giá trị xe. Anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em là 25% giá trị xe thôi là có thể lấy xe được rồi. Thủ tục thì rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh với lại sổ hộ khẩu, căn cước thôi, chứng minh cái căn cước với lại cái giấy đăng ký kết hôn chứ. Đợt này hộ khẩu với lại chứng minh là ngân hàng bỏ rồi. Giấy căn cước với lại giấy đăng ký kết hôn thôi là được rồi. Đó, thì Khanh đang chạy vào cái chỗ nào vắng vắng để Khanh xuống Khanh giới thiệu chi tiết cho anh chị về cái con xe phiên bản 2023 như thế nào nha. Thì hiện tại bên em còn kinh doanh tất cả các dòng xe trên thị trường chứ không riêng gì dòng xe Zac nha anh chị. Zac nè, Isuzu nè, Hyundai nè, Terraco nè, Vim, rất là nhiều dòng, anh chị muốn dòng nào cũng có. Đó, đang chạy vào cái trung tâm huyện, chỗ này nó hơi vắng để anh chị quay xe cho anh chị xem. Đó, con này chạy số anh chị thấy không, rất là ngọt. Nếu anh chị nào đã xài Zac rồi thì anh chị cũng biết rồi, Zac chạy rất là sướng nha. Đó. Rồi bây giờ là con xe diện mạo 2023 đã xuất hiện trước mặt anh chị. Nãy giờ Khanh đã trải nghiệm thử một vòng rồi, con số rất là nhẹ nhàng, không khác gì 2022. Và cái giá bán thì Khanh cũng đã nói lại cho mọi người nghe rồi nha, là 457 triệu cho phiên bản 2023. Nếu anh chị lấy 2022 thì trừ lại cho anh dùm em là 25 triệu nha. Đó là cái về cái giá bán. Thì mình sẽ đi một vòng coi thử cái phiên bản 2023 nó có cái gì khác so với 2022. Thì anh chị thấy mình vẫn có những cái điểm nổi bật, ví dụ như là chữ C, ký hiệu động cơ Cummins, rồi logo Zac mạ vàng và chữ N350S số loại N350. Rồi phía bên hông thì chúng ta vẫn cái điểm nổi bật nhất là vẫn tay gương. Đó, tay gương lớn, tay gương vuông. Đó, rất là nhìn xe mình rất là đẹp và cứng cáp.
và chữ N350S đại diện cho số loại N350S, tải trọng là 3,5 tấn. Nếu anh chị nào mà đi vào khung đường thành phố thì chúng ta sẽ lấy cái con mà nó nhỏ hơn là N200, cũng y chang như vậy, nhưng mà cái tải nó hạ tải xuống là 1,9 tấn để có thể vào thành phố 24/24 trừ những khung giờ cao điểm ra thôi. Đó. Thì đợt này đối với những cái xe dắt phiên bản 2023 thì anh chị sẽ thấy là thùng này là thùng tiêu chuẩn nhà máy, và tất cả những cái phiên bản về sau đều không đóng được theo yêu cầu khách hàng nha. Anh chị nói giúp Khanh, lúc trước thì mình có thể muốn đóng inox hay muốn đóng nhôm thì chỉ cần nói là Khanh sẽ đóng cho anh chị. Nhưng mà đợt này nhà máy nó đã không cho, tại vì lúc trước có nhiều đại lý người ta làm không có đúng với quy cách của nhà máy thì nó đâm ra nó sai quy cách rồi bị phạt này, nó rất là phức tạp. Nên là bây giờ đứng xích cho em. Nên là xin lỗi anh chị nha, nó hơi ngắt quãng xíu. Nên bây giờ là thùng sau thì là phải y như vậy. Đi dòng đây nè. Đó là như con này là thùng tiêu chuẩn nhà máy, có nghĩa là anh chị sẽ thấy lấy nguyên con như thế này, rồi anh chị muốn về sửa hay là muốn bỏ cái thùng này xuống, mình đóng thùng theo yêu cầu mình thì được nha. Chứ còn mà bây giờ thay đổi, ví dụ như muốn bưởng nhôm hay là muốn sàn inox thì rất là khó. Sàn inox chỉ ví dụ như mình làm thêm cái sàn cho thì được. Đó, thì đó là những cái mà cái đời 2023 của xe dắt và những cái dòng xe liên danh đều mắc phải, như là Đô Thành hay là Teraco hay là Trường Giang hay là Đông Ben rồi này nọ, các kiểu đều phải như vậy. Đó, rất là khó cho anh chị. Nếu mà anh chị nào muốn còn cái thùng tốt hơn thì bắt buộc anh chị phải chi thêm một cái khoản nữa là làm thêm cái thùng, chứ không thể đóng từ đầu nữa nha. Đó là những cái mà Khanh muốn nói. Đây là cái chữ dắt, như anh chị thấy lúc trước em đâu có mấy cái thùng như thế này đâu, nhưng mà thùng này là thùng nhà máy nè, đời 2023 thì nó có chữ dắt đây luôn, là thùng của nhà máy nha. Thùng nhà máy thì anh chị cũng không có xa lạ nữa, thì chúng ta sẽ có là lường inox, lường sắt nè, lường sắt, khung bao bửng bằng sắt, tay khúc bằng lề bằng sắt. Chúng ta chỉ được một cái vách ngồi inox 430, vách trong tôn kẽm, sàn cũng là sàn sắt. Đó, đó là những cái mà thùng tiêu chuẩn của nhà máy năm 2023. Đó, Khanh sẽ mở một bên bửng xuống cho anh chị coi. Đây, đó xe mới về luôn à. Sàn sắt, sắt này dày là 2,5 ly nha. Đó. Của nhà máy, nguyên con này của nhà máy luôn. Cái đợt này nhà máy thì Khanh mới phát hiện ra người ta làm cao hơn. Cái vách áp cabin đó là làm cao lên tới trên cần áp kèo luôn á. Đó, và phía sau đây cũng làm bửng mở như vậy. Cái vỉ thì vỉ mở chứ không phải là vỉ trống nha, cửa mở. Cái khung này đợt này anh chị nhớ lưu ý giùm em nha, nó là cho khung nguyên bản nó trống như thế này. Nếu mà anh chị đăng kiểm á, mà lỡ mà bắn vách này vô thì chúng ta tháo ra mới đăng kiểm được nha. Mà bắn một vách tôn vô hay là vách inox vô là không đăng kiểm được đâu. Đó, nguyên bản là như vậy để làm thôi. Còn như anh chị muốn thay thế inox, ví dụ như mua sau này về mình thay thế như là tay khố bản lề hay cái lường inox, sàn inox vẫn được. Nhưng mà anh chị đừng có thay đổi kết cấu giùm em. Ví dụ như cái này là cửa mở, anh chị muốn làm vị trống là sai nè, thay đổi kết cấu nè, khung chuồng heo hay là mấy cái chiều thôi dài thùng anh làm rộng cao hơn là thay đổi là làm không được nha, không đăng kiểm được nha. Đó, thì cái quay trở lại với cái xe phiên bản đời 2023 thì Khanh nói thật sự là không có cái điểm gì nó khác so với 2022 nha. Nó y như đúc 2022, chỉ có cái giá tiền là nó cao hơn một xíu thôi. 2022 là nó đang giảm giá để nó thanh lý hàng tồn thì nó sẽ trừ lại 25 triệu. Đó, còn như phiên bản 2023 thì giá như Khanh nói là 457 triệu cho phiên bản 2023. Đó. Xe thì có hai màu cho anh chị lựa chọn, màu trắng và màu xanh như thế này. Đó, màu xanh thì bán thường thường bán sẽ chạy hơn màu trắng. Sẽ có bạc tiêu chuẩn của nhà máy là bạc này luôn. Nó bạc một mảnh, rồi bộ đồ nghề gần như bình chữa cháy con đội đầy đủ hết. Rồi ghế là ghế 3 chỗ ngồi, ghế nỉ, đó nguyên bản. Với những cái dòng xe như thế này, nếu anh chị mua trả góp ngân hàng thì em nói là vay được 75% giá trị xe. Thì anh chị đưa trước cho em 25% giá trị xe thì luôn tiền giấy tờ này nọ thì tầm đâu đó tầm khoảng 120. Anh chị có thể nhận được một con xe dắt N350S rồi. Đó là những cái mà em muốn chia sẻ cho anh chị đối với phiên bản 2023 dân dắt N350S này. Đó, thì hôm nay Khanh đã giới thiệu xong và cũng như cập nhật cho anh chị phiên bản 2023. Thì sắp tới Khanh nó sẽ có những cái phiên bản 2023 như của những dòng xe khác thì Khanh sẽ đánh ra, Khanh giới thiệu cũng như cập nhật giá lại cho anh chị. Nếu anh chị nào muốn biết giá của xe nào hay muốn Khanh giới thiệu con xe nào thì cứ bình luận phía dưới thì Khanh sẽ tìm những con xe đó giới thiệu cho anh chị nha. Rồi chắc Khanh sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với em sẽ cho anh chị những cái giá tốt nhất nha. Cảm ơn anh chị đã xem. Xin chào và hẹn lại anh chị ở video tiếp theo.